Còn gần một tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng các vườn đào Nhật Tân đều đã nở bung từ nhiều ngày nay. Nhiệt độ trung bình tại Hà Nội những ngày cuối năm luôn dao động ở mức 25-26 độ C, khiến cho hàng chục nghìn gốc đào Nhật Tân đều nở sớm. Thậm chí nhiều cây đã rụng hoa, ra quả như thế này. Chẳng còn cách nào hãm lại, bà Tuyết đành vứt bỏ bớt những bông hoa già với hy vọng níu chân khách tới mua. Nói chung là mình chỉ vặt những hoa héo, những cái hoa mà nó rụng nó tàn từ trước ấy, thì là nó mình vặt nó đi để cho nó sạch cây, nó đẹp cây. Đào nở sớm không chỉ khiến người bán buồn lòng mà khách mua cũng khó lựa chọn. Đi tham quan đến 4 vườn đào nhưng ông Bình cũng chưa chọn được cây nào ưng ý. Bởi mới 26 Tết mà hoa đã nở gần hết thì có mua cũng chẳng kịp chơi hết Tết. Đã là hoa đào nó phải nở rực rỡ nhưng mà nó nở nhiều quá sau nó sợ nó cũng chóng tàn. Cái cành mình nhường ý thì họ lại đòi cao quá. Nên là bây giờ chỉ trông ông trời. Ông trời thì không chưa ủng hộ lắm. Không đợi khách đến mua, nhiều người dân trồng đào quyết định cắt cành đi bán sớm với hy vọng gỡ gạc được đồng nào hay đồng đấy. Trồng hơn 1.000 gốc đào, nhưng theo người đàn ông này thì năm nay giỏi lắm cũng chỉ bán được 300 gốc. Khó bán lắm em ạ. Mất giá nhiều chứ. Nhưng mà nếu mà lẽ ra như cái cành này nó rơi vào khoảng 5 kia thì nó rơi vào khoảng 700-800, nhưng bây giờ chỉ 200-300. Với những giống đào đắt tiền, mất nhiều công chăm sóc như đào thất thốn, một số chủ vườn đã phải đầu tư phòng lạnh với hệ thống điều hòa hoạt động liên tục, giữ cho cây đào luôn ở trong nhiệt độ 15 đến 17 độ C. Nhờ vậy đào có thể nở đúng vào ngày Tết. Tuy nhiên giá bán mỗi cây có thể lên tới cả chục triệu đồng. Càng muốn nó chậm thì nhiệt độ phải càng sâu thì nó chậm sâu được. Ví dụ như cái lô đào này tôi điều chỉnh nhiệt độ này. Để cho đến ngày này, lô đào sau tôi nhận định nuôi hơn thì tôi lại chỉnh độ nhiệt độ khác. Dù hiệu quả nhưng chẳng phải người nông dân nào cũng có đủ điều kiện để đầu tư phòng lạnh như ông Hàm. Thế nên đi bất cứ đâu ở Nhật Tân cũng thấy cảnh người nông dân vặt hoa đào nở sớm. Không khóc được chứ còn nếu khóc được thì cũng khóc. Cả một năm chăm sóc vất vả, chỉ trông mong vào mấy ngày Tết nhưng thời tiết lại không thuận lợi khiến nhiều hộ dân trồng đào ở Nhật Tân rơi vào cảnh đào cười, người khóc. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ trung bình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.